thầy bắt đầu luôn nha các em thì uh, mấy tuần trước thầy đã chia sẻ với các em cái bài uh, em coi trên uh, online mấy bạn vô được chưa cái bài uh, rất là phổ biến uh, của cái uh, chuyên khoa ngoại kinh liên quan tới sọ não thì hôm nay uh, À, cái bài này cũng liên quan đến chấn thương tuy nhiên thì à, nó cũng à, giữ cái vai trò rất quan trọng và cũng rất thường gặp trong chuyên khoa ngoại kinh đó là liên quan tới à, chấn thương cột sống thủy sống và cột sống thủy sống thì các em biết nhiều đoạn à, tuy nhiên thì à, bộ môn sẽ nhấn mạnh cái đoạn mà cái tần sức xảy ra nhiều nhất và cái uh, tác hại cái di chứng để lại uh, cho uh, cho người nạn nhân là nặng nghề nhất tại vì uh, chẳng những là nó tổn thương cái phần xương bên ngoài mà nó còn tổn thương cái phần uh, thủy cũng như là cái uh, rễ thần kinh tức là uh, thần kinh trung ương cũng như là thần kinh ngoại biên Thì mấy em nhìn uh, trên cái hình này ha, ôn lại nhanh thôi. Cái đoạn tủy cổ uh, và cột sống cổ uh, che chở cho tủy cổ thì uh, cũng là cái đoạn di động. Cái đoạn tủy ngực là cái đoạn ít di động nhất. Tại sao các em? Là do nó nó dính và nó bảo vệ uh, bởi cái uh, cái cung xương sườn. Cho nên gần như là trong mọi cái uh, vận động cuối ngựa xoay thì uh, thực sự uh, là chỉ có những cái đoạn cuối thôi các em uh, từ cái uh, ngực 10 thì cái chữ D này thì uh, ta viết tắt là là uh, đọt san tức là ngực hoặc là tiếng Anh hay kêu là thorax thì uh, cái bài này uh, thì có tác giả gọi là chấn thương uh, cột sống uh, lưng thắt lưng ha. thì người ta dịch là từ từ đọt san còn uh, thường cái uh, mấy tác giả uh, phó thì nó lại dịch là là ngực thắt lưng tức là từ thorax thắt lưng là là lâm bơ. thành ra là em phải xác định là hai cái đó nó là một nha và nó thường xảy ra nhất là cái đoạn mà chuyển tiếp các em như vậy thì người ta định nghĩa cái đoạn chuyển tiếp là thường gặp nhất là đoạn từ 10 mười chuẩn bị là bắt đầu nó cuối của cái cái khung xương sườn này các em ha D12 là hết xương sườn thì uh, từ ngực 10 cho tới thấp lưng 2 là cái vùng mà nó dễ tổn thương xương nhất tại sao nó lại uh, lại, lại dễ tổn thương thứ nhất là em nhìn thấy là ngay cái đoạn ngực này á thì nó lại sao các em nó lại cong mà cong lõm còn cái đoạn thắt lưng á thì nó lại lồi mà cái đoạn bản lề á thường thì khi nó chuyển tiếp giữa lõm và lồi á thì nó làm sao ngang nó sẽ hơi thẳng ha. mà nguyên tắc á, khi mà một cái lực từ trên mà nén ép xuống theo cái trục dọc á thì nếu mà nó cong hoặc là nó nó cong lõm hoặc cong lồi á thì nó sẽ phân tán lực đi còn cái đoạn chuyển tiếp này sở dĩ mà nó nó bị ảnh hưởng nặng nề là do nó nó hơi thẳng ha. là do nó ngay cái dọn chuyển tiếp cho nên là là nó dễ bị chấn thương. Hơn nữa, cái vị trí này người ta còn gọi là cái bản lề, là nó nhờ có một cái hệ thống khớp cũng như là dây chằng ở phía sau rất là là tinh vi và và phức tạp, nó giúp cho cơ thể người có thể cử động tốt. Và như vậy thì khi mà tổn thương xương mà khi cái xương đó nó vỡ nó di lệch thì nó sẽ ảnh hưởng cái phần mềm bên trong như thầy nói đó là tủy sống và rễ cũng như cái đoạn uh, cuối từ n hai trở xuống đó là cái chùm đuôi ngựa và dễ thấy nhất trên lâm sàng mà em thấy uh, bệnh nhân ảnh hưởng tới cơ vòng đặc biệt là cái vấn đề rối loạn đi tiểu thì uh, em biết cái chùm đuôi ngựa bị uh, ảnh hưởng và do nó ảnh hưởng tới uh, tủy uh, ngực thì đa số bệnh nhân bị lâm sàng là yếu hoặc liệt hai chân và cái nguyên tắc uh, xử lý thì một khi mà mô tủy nó đã tổn thương rồi thì gần như rất là khó cứu chữa nha các em chủ yếu là em sẽ bảo vệ tối ưu chống khu tủy uh, những cái cái tủy lành còn lại để cho nó gồng gánh thôi Để qua phần kế tiếp là ôn về à, cấu trúc giải phẫu Thì à, cái bài này à, thầy cũng đã nhắc à, một phần Tuy nhiên thì à, cái bài về thoát vị đệm thì chỉ chỉ nhấn mạnh tới cái phần đệm giữa hai đốt sống thôi Còn cái phần này thì à, sẽ nhắc kỹ hơn Đó là từng cái à, xương đốt sống một Dù em nhìn thấy đây à, Chủ yếu là có gì? Có thân đốt sống nè, có cái phần sau nó tạo nên cái uh, phần rộng của cái đốt sống, uh, bao gồm uh, cung sao cuốn, nó chứa tủy và và rễ thần kinh trong này. Uh. Tuy nhiên á, uh, em nhìn cái thân đốt sống nhìn bề ngoài thì uh, nó như nhau, nhưng mà thiệt ra ở phía trước á uh, là nó mềm hơn các em, nó chỉ được cái phần vỏ xương cứng thôi. Uh. Còn cái phần xương xốp này á uh, thì nó so với cái cái xương xốp ở nửa sau á. Uh, nó không bằng ha. nửa sau nó do nó phải phải chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể các em đặc biệt là những cái đốt sống mà mà thắt lưng cuối ha. từ thắt lưng 1, thắt lưng 2, thắt lưng 3 trở xuống á thì cái một nửa sau cái thân sống này rất là dày là nhờ những cái cái thớ xương ha. nó đang chéo và nó dày đặc và nhân cái hình này thì thầy cũng nói cho em một cái khái niệm gọi là cái tường sao Tường sao của tác giả Reno Tức là tác giả này á thấy cái phần sao cứng bảo vệ cái lòng ống sống rất là quan trọng Cho nên một khi mà em chụp x-quang hay chụp CT mà thấy nửa sao của thân sống nó bị nứt Nó bị vỡ à, giống như cái, cái 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 bề dày của bức tường vậy đó đúng không? mà phương nửa đó mà nó bị xô lệch, nó làm hẹp cái lòng ống sống, thì uh, tác giả Reno này gọi là uh, cái sự di chuyển và nó di chuyển vào trong và ra sau, thì ta gọi là cái sự lùi tường sau, tường sau chính là cái cái nửa sau của thân sống. Tuy nhiên có một tác giả khác thì ông uh, tác giả Dennis thì uh, uh, sẽ bao quát hơn tức là ngoài cái việc ổng chia cái cái thân sống này là làm hai phần á ha, phía trước hai phần ba trước thân sống thì ổng gọi là cục trước, một phần ba kế tiếp thân sống thì ổng gọi là cục giữa và toàn bộ những cái gì nằm ở phía sau để mà tạo nên cái lòng ổng sống á thì tác giả Denis này gọi là là cục sau ha. Thì cái này sẽ được nhắc đi nhắc lại trong bài rất nhiều lần tại vì nó rất là quan trọng về mặt uh, à phân loại những cái tổn thương. Còn phần cuốn cung thì nó nằm đâu các em. Nhỏ xíu nó rất là ngắn nằm đây nè. À, như vậy thì nó là hình trụ và nó nối giữa cái thân ở phía trước cũng như là tất cả những cái cung sống, bản sống à, đề bản sống ở phía sau. Và tuy là nó ngắn như vậy, nó là cầu nối nhưng mà nó rất, rất là chắc. À, về mặt giải phẫu nó rất là chắc. Tôi gọi là cuốn mà giống như cái cái cành cây mà ngay gần cái cái, cái thân chính đó các em ha à, thì nó rất là chắc và đây chính là cái vị trí giải phẫu sau này những tác giả rất là thích để làm chi để bắt những cái ốc vít vô đây à, tại vì khi nó gãy thì thì cũng giống như là sau một cơn bão mà cái, cái cây cục điện là một cái cây tự nhiên cũng bị gãy thôi ha à, nhưng mà nó lại chèn ép cái cấu trúc à, thần kinh bên trong quan trọng cho nên ngoài cái việc giải áp thần kinh thì người ta phải phải làm vững hay là làm cứng cột sống. Chứ Nếu không khi mà em em chưa có hàng xương tốt mà nạn nhân thì cần đi tới đi lui để tập vật lý trị liệu thì vô tình nó lại nó lại di lệch lại như lúc mà chấn thương. Còn cung sau thì nó đóng vai trò quan trọng tại vì nó rất là nhiều cái mấu khớp các em giúp cho cột sống có thể quay phải quay trái cuối ngửa ha rồi à, nghiêng thì à, tất cả đều nó tập trung ở cái cung sao này hết các em và nó có hai cái mặt khớp như vậy hai cái mõm ngang hai bên và cung sao nó sẽ hợp lại ở giữa thành gì đây các em gai sống mà đợt trước cái bài thú vị để thầy đã từng nhắc ha, nếu mà trong quá trình phôi thai trong bụng mẹ mà hai cái gai này nó chưa kịp hợp nhất lại thành một thì nó tạo nên dị tật gì gây đôi ha. thì mình tưởng cái gì đôi là nó rất là là tốt rất là mạnh mẽ nhưng mà thực ra đó là một cái dị tật ha. khi mà cái gai nó nó chưa đủ thời gian ví dụ như đứa bé xanh non chẳng hạn thì uh, nó là một cái tật uh, yếu của cái gai sống phía sau này và những cái mấu ngang những cái uh, uh, khớp nó là cái đòn bẩy uh, nó cho những cái cơ những cái dây chằng bám vô các em À, thì em tưởng tượng là cái à, nếu cái đốt sống cái thân sống nó là cột buồm thì à, những cái à, cái móc này nè, những cái mõm khớp, những cái à, mõm ngang này nè, nó là cái vị trí để cho cái cái dây cột buồm à, nó cố định vô. Thì như vậy những cái từng cái đốt sống đơn lẻ đó nó mới chồng lên nhau và nó nó tạo thành cái cái cả một cái cột sống chắc chắn à. và thường á, là phần phía trước của cột sống á, thì nó chắc nhưng mà nó lại uyển chuyển à, nó không nên nổi mềm đâu nhưng mà nó rất là uyển chuyển là nó nhờ cái gì nhờ cái đĩa đệm đúng không giống như cái lò xo sinh học như là cái bài trước à. và nó lại linh hoạt là nó nhờ những cái những cái mặt khớp à. Còn những cái dây chằng thì sao các em? Ngoài cái việc mà nó giống như cái cái dây buồm để cái căng cục buồm lên thì nó lại còn có tác dụng là gì? Thắng bớt lại. À. tại vì khi mà mà cái cơ thể người mà em tưởng tượng giống như con rối á, à, khi mà nó cúi ra trước là nó bị bị chuối ra luôn tại vì nó không có cái hệ thống hãm của những cái dây chằng này cũng như ngửa ra sau. À, còn những cái vận động viên uống dẻo thì cái đó là những cái người khác thường ha, do người ta luyện tập. Như vậy thì người ta gọi cái đoạn ngực thắt lưng này gọi là cái vùng chuyển tiếp hay gọi là cái vùng bản lề là do cái biên độ vận động nó lớn, nó mềm mại, ha, nó có thể Uh, cúi sát uh, cái đầu xuống đầu gối ha hoặc là nó ngửa ra. Và giống như thầy nói nó có hai cái đoạn chính ha, một cái là cong lõm và một cái là cong lồi. Tuy nhiên cái đoạn mà giao này nè các em ha, từ D10 cho tới L1 đó, là nó hơi thẳng thành ra nó ít có hấp thu cái cái, cái sàn chấn từ trên xuống. Và hơn nữa mặc dù là em thấy hồi nãy tất cả cấu tạo những cái đốt sống từ cổ cho tới ngực thắt lưng nó đều có những cái cấu tạo gần, gần gần giống như nhau tuy nhiên thực sự khi mà em phân tích kỹ thì cái hướng của mặt khớp ở cái giai đoạn mà ở cái đoạn mà đốt sống ngực thì cái hướng nó hơi khác đó là nằm theo cái mặt phẳng tráng em do vậy mà khi mà nó nối với nhau ha, nối cái cái mặt khớp trên và dưới của đốt sống ngực á thì nó giúp cho cơ thể xoay kiểu gì các em? Nếu mà nằm ở mặt thẳng tráng. xoay nghiêng hay là hay là xoay phải hay trái. Đó là dùng từ xoay mà xoay tức là xoay qua phải và xoay qua trái. À, Ngược lại thì những cái đốt sống ở vùng thắt lưng á thì nó lại nằm ở một khoảng đứng dọc. Cho nên à, nhiệm vụ của nó giống như cái bản lề cửa vậy các em à, nhưng mà cái hướng hướng bản lề này thì nó ngược cái hướng bản lề ở phía ngực. Đó là giúp cho cột sống cuối tối đa, ngửa tối đa và nghiêng phải, nghiêng trái do vậy mà ví dụ như nạn nhân mà đang ở cái tư thế cuối tức là đang sử dụng cái mặt khớp của đốt sống lưng đúng không đột ngột thì có một cái vật nặng từ trên rơi ngay giữa lưng hoặc là rơi một bên vai thì sao nó bắt buộc là là cái cuộc sống phải xoay à, như vậy thì sao nó sẽ đứt cái hệ thống dây chằng nó sẽ trật cái khớp thắt lưng tại vì cái động tác xoay này là là do cái anh đốt sống ngực đảm nhiệm, nhưng mà do cái cái rơi từ trên cao xuống nó nặng, thành ra là nó làm cho tổn thương cái mặt khớp này. ha Một bên nào mà nó chịu lực mạnh thì nó sẽ bị bị vỡ, còn bên nào nó chịu dư lực gián tiếp thì nó sẽ bị trật, trật cái mặt khớp ra, nó nó sẽ bị gãy, còn bên kia đối bên nó sẽ bị trật và đặc biệt là những cái nào mà nó bị gai xương ở mặt khớp đó các em ha, phì đại giống như trong cái bài mà 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 thoái hóa địa đệm ha? giữa hai thân sống. Thì uh, thiệt ra là ngày thường cái uh, cái mặt khớp này nó đã ít ít cái dịch khớp rồi ha? do nó bị thối hóa, nó bị gai xương thì khi mà chấn thương thì sao? Nó sẽ gãy tổn thương hơn là những cái khớp bình thường ha? Chính vì vậy mà các em phải uh, tập à, uh, thể dục mỗi ngày chơi thể thao là như vậy về uh, đặc điểm của cái tủy sống thì uh, từ trên xuống dưới nó sẽ có hai đoạn phình là đoạn nào các em chính là cái đoạn tủy cổ sở vĩ nó phình ra là do nó phải đảm nhiệm cái vận động cái sự khéo léo à, từ trên vỏ não điều khiển xuống à, cái cái các cái ngón tay rồi phần cẳng tay à. thì tương tự như vậy cái đoạn phình thứ hai nó nằm ở thắt lưng à, tại vì nó phải à, điều khiển cái sự vận động của hai chân à, và chịu sức nặng của toàn cơ thể và như vậy cái à, trong cái đoạn mà từ ngực 10... cho tới thắt lưng hai á à, Đoạn này thì uh, do cái sự phát triển của tủy nó chậm hơn là sự phát triển của cái uh, cái cột sống. Cho nên là khi mà đứa bé trưởng thành thì cột sống nó đã phát triển tới cái xương cùng rồi nhưng mà tủy nó mới chỉ phát triển tới cái đoạn L2 thôi. Cho nên kể từ đoạn đất, uh, lưng 2 này thì uh, cái rễ của uh, đoạn này á uh, nó lại đi chung với tủy và nó lại à, à, sau đó nó mới à, chui ra những cái lỗ liên hợp à, để nó, nó chi phối cho những cái cơ ở vùng hai chi dưới cho nên là khi mà sang chấn cái đoạn bản lề này à, ngực 10 cho tới thắt lương hai thì sao các em nó sẽ cho lâm sàng tổn thương cả hai tức là tổn thương trung ương tức là những dấu hiệu mà của tủy và tổn thương ngoại biên tức là nó tổn thương của rễ À, riêng cái đoạn này thôi còn nếu mà trên đoạn này thì sao các em trên cái ngực 10 thì sao nếu mà bị gãy cái đê chính thì sao mà nó làm hẹp cái lòng ống sống á thì nó chỉ biểu hiện của cái thủy thôi lâm sàng biểu hiện tỷ thôi còn bên dưới cái l hai này thì ngược lại nó chỉ ảnh hưởng lâm sàng tới rễ với chùm đuôi ngựa thôi đúng không chỉ duy nhất đoạn này thôi ngay à, cái vùng diễn tiếp này thì là nó ảnh hưởng vừa tủy vừa rễ. Tại vì em phải ôn lại cái 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 giải phẫu như vậy thì một hồi khi mà chẩn đoán lâm sàng về vị trí tổn thương của xương thì dựa vô những cái cái dấu hiệu lâm sàng của khám tủy hoặc là khám rễ Và người ta nghiên cứu thấy cái sự hồi phục của rễ thì nó sẽ 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 có tiên lượng tốt hơn là tủy ha. Tại tủy người ta nghiên cứu nó rất là là mong manh ha, một khi mà nó đã bị tổn thương rồi là là coi như nó hư luôn. Còn cái rễ sau một thời gian thì với điều kiện là nó còn phải còn cái cái bao bao rễ thần kinh bảo vệ ha và nó thuộc cái nhóm thần kinh ngoại biên thì sau này với cái sự tập thu hồi chức năng thì bệnh nhân sẽ hồi phục thì em phải hiểu như vậy ha, em đánh giá từ lúc người ta bị tổn thương thì khi người ta trả hỏi em cái tiên lượng ha, thì thường là em cũng nói cho cho người thân thôi chứ đặc biệt là cái người bị tổn thương á như cái trường hợp mà cái cô bé bác sĩ nổi tiếng mà ở ngoài Bắc mà đi uống cà phê bị dông bão vì cái kiến nó bể á các em ha. thì thực sự là giai đoạn đầu là cũng rất là bi quan Tuy nhiên cũng may mắn là cô đó chỉ uh, tổn thương những cái phần uh, rễ kinh ngoại biên cho nên dần dần hồi phục ha. Chứ nếu mà cổ mà vừa tổn thương tủy mà tổn thương rễ thì uh, sự hồi phục nó sẽ kém hơn. Về mạch máu nuôi thì sao? Nó có hai cái uh, hệ thống mạch máu nuôi uh, chính. Đó là cái uh, động mạch tủy sống trước, nó sẽ có nhiệm vụ phân phối máu cho 2 phần 3 cái tủy sống và cái động mạch tủy sống sau thì nó nó cấp dưỡng máu cho 1 phần 3 sau tuy nhiên là do cái đoạn tủy này nó được bảo vệ bởi khung sườn và cái chức năng nó cũng không nhiều nữa các em ha. cho nên là máu tới nuôi nó rất là là nghèo nàn chẳng may mà ai mà bị trực tiếp vô cái đoạn này thì đặc biệt là là cái tổn thương trật cái đốt sống hay là bị tấn công trực tiếp bằng những cái vật bén nhọn các em ví dụ như bị đạn bắn hay là có những trường hợp cái ông chủ này ổng cho thôi việc nhân viên á thì cái người nhân viên không có hài lòng cuối cùng là tấn công ổng bằng vật nhọn cái dao hay là cái gì đó và tấn công ngay cái vị trí mà tủy nghèo nàn này nè các em và hậu quả là ông bị bị liệt hai chi dưới vĩnh viễn do đã đứt đứt ngang tủy đoạn này ha. nếu mà ông may mắn hơn mà ông bị cái đoạn thấp á, thì mạch máu nó lại rất là phong phú à, đặc biệt là có cái động mạch mà đi phía bên trái của cái cái cột sống á, có tên là Adam Kivic. thì lỡ mà có tổn thương ha, lỡ bị bị tấn công vào vật nhọn Ấn công thì cũng có những cái mạch máu gọi là tuần hoàng bằng hệ tới nuôi thì khả năng phục hồi nó sẽ cao hơn cái cái đoạn từ ngực 3 tới ngược 9 à. như vậy thì cơ chế xảy ra chấn thương cuộc sống thủy sống ngược thắt lưng khi nào đó là khi mà có một cái lực tác động À, quá mạnh làm cái khả năng căng giãn uh, hệ thống mà đệm á, ha? ví dụ dây chằng ở phía sau, đĩa đệm ở phía giữa cũng như cái sự nén ép lên cái uh, cái cái uh, xương uh, đặc biệt là cái nửa trước của thân đốt sống thì nó sẽ xảy ra cái sự sự đứt gãy hay gọi là vỡ ha thì cái này gọi là vỡ toát ra các em ha, gần như cái do cái lực nén từ trên xuống nè nạn nhân thì đang gấp lưng ha, một cái vật rơi xuống làm cho cái, cái 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 sức chịu tải của 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 cái đốt sống thắt lưng ngày thường nó quá mức và nó sẽ vỡ toát ra ha, người ta gọi là gãy bung hay là gỡ vỡ bung nhiều mảnh ha bột phát thì uh, có tới uh, 6 cái cơ chế uh, do nó tùy thuộc theo cái uh, đa số là do 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 chấn thương thành ra là tùy theo cái lực tác động từ cái hướng nào uh, và cái cuộc sống bệnh nhân đang ở cái tư thế như thế nào thì nó sẽ có tới 6 cái cơ chế cái đầu tiên gọi là cơ chế gặp và nén thì thường á khi em hỏi bệnh sử thì nạn nhân sẽ nói là họ lao động hay là leo những cái cây á các em leo cây dừa leo cây uh, là hái trái rồi đó thì uh, nhưng mà thường cái độ cao nó không cũng không phải là quá cao uh, khoảng hai ba mét thôi hoặc là tình huống thứ hai là nạn nhân kể nạn nhân uh, đang cúi lôm khôm trên những cái công trình uh, xây dựng á các em uh, thì do bất cẩn thì uh, nạn nhân thì đứng dưới đất còn cái đồng nghiệp thì đứng ở trên uh, tầng cao ha, làm rơi những cái cục gạch hay là những cái bao xi măng hay gì gì đó đại khái là một vật nặng thì hậu quả là gì lúng cái cái thân trước là chính đó, thì em sẽ khi em chụp hình ha, thì em sẽ thấy là chủ yếu là nửa trước của cái thân sống cái mà nãy thầy nói là nó chỉ có cái vỏ cứng thôi ha. còn phần trong nó rất là xốp cái cơ chế thứ hai thì là gặp nén theo trục dọc à, giống như thầy nói hồi nãy thì cái uh, cơ chế của người bệnh á, là bây giờ té cao hơn à, có thể là trong những cái đám uh, hỏa hoạn ở Kem. Trái những cái nhà chung cư mini á, có thể nhảy từ uh, tầng năm xuống ha. thậm chí tầng tám tầng chín gì đó và cái uh, cái cách mà nạn nhân té đó là cái phần hai cái gót chân á À, họ sẽ tiếp tiếp đất trước nha hoặc là mấy người mà đi thang máy mà bị 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 đứt cái cáp thang máy à, ở những cái tòa nhà chung cư chẳng hạn cũ kỹ ta không có bảo trì á thì cái kiểu té mà té chậm hay gót thì thường là ngoài cái việc họ bị chấn thương cuộc sống họ sẽ bị vỡ xương gót nè thì cái kiểu đó chính là cái gặp nén theo trực dọc như vậy thì lúc đó giống như thầy nói cái hình này ha cái thân đốt sống nó bị ép vừa phía trước mà vừa phía sau nữa coi như toàn bộ cái cái thân nó cho nên nó sẽ bị gãy bung ra nhiều mảnh và lúc này thì em nhớ lại cái tác giả Reno hồi nãy ha ông đã quan niệm cái nửa sau của cái cái cái, cái thân đốt sống họ gọi giống như ông gọi giống như là cái bức tường ha. thì cái hình ảnh này À, trên CT, trên cái lắc cắt à, à, theo mặt phẳng trục à, Axio thì nó gọi là cái hình ảnh lùi tường sau. Chính là lùi cái tường của cái thân đốt sống và hậu quả là làm gì? Hẹp cái đường kính trước sau. Và tùy theo vị trí, à, tùy theo vị trí cái ống sống này, nó đang chứa à, tủy hay là nó chứa cả tủy cả rễ, à, giống như đoạn à, D10L2. cái cơ chế thứ ba gọi là gặp quá mức thì uh, tình huống là nạn nhân là thường là những cái thợ uh, sửa xe xe hơi xe bốn bánh xe tám bánh gì đó các em à, thì thường là họ hay chui lôm khôm ở dưới cái uh, cái gầm xe các em à, nó bị hư hỏng gì ở dưới cái, cái bộ phận gầm xe thì uh, trước khi họ chui uh, thì do cái gầm xe nó thấp quá họ phải dùng cái uh, cái công cụ gọi là cái con đội để nâng lên à, thì vô tình uh, một người uh, thì đang lôm khôm sửa còn người đồng đội nói sao ai sửa xong rồi không có uh, dẹp cái con đội lại nhấn cái nút để cho con đội nó hạ xuống à, tức là trước khi hạ con đội là thường người ta phải kiểm tra coi cái còn đồng nghiệp mình đang lung khung ở dưới hay không ha ví dụ giờ nghỉ trưa đó mà mà do cái cái người nạn nhân này họ chưa có làm xong á thành họ ráng làm cho xong trong khi cái người đồng đội thì lại nhấn cái đúc để cho con đội nó hạ xuống và trong quá trình sửa thì do chịu cái sức nặng của cái xe nặng quá cái con đội nó bị hư à, thế là nó nó sụp cả cái chiếc xe lên cái, à, cái cục sống của cái người thợ đang, đang cuối như vậy và cái việc cuối như vậy nó sẽ làm tổn thương cái phần à, à, dây chằng ở phía sau à, phía chằng gọi là dây chằng độc sao rồi đĩa đệm kể cả cái khối khớp ở phía sau nè các em à, cả khối khớp phía sau nó đều ảnh hưởng thì người ta gọi là trật khớp như vậy thì cái trường hợp này rất là nặng ha, nó tổn thương cả cái ba cột theo tác giả Dennis hồi nãy cái thứ tư là cái cơ chế gọi là gặp nhưng mà lại là căng giãn và trường hợp này thì nạn nhân sẽ kể trong bệnh sử với các em là gì là do chủ yếu là tai nạn mà tai nạn trên đường cao tốc chủ yếu là do họ lái xe bốn bánh thì cái gãy này người ta còn gọi là gãy kiểu dây đai seat belt nếu mà mấy em nào thích xe hơi thì cái luật ha cái luật là phải đeo cái cái dây đai này cho an toàn nhưng mà trước đó là cái dây đai nó không phải như bây giờ đâu các em nó chỉ là một cái cộng đơn giản quấn gần cái cột sống để chi để khi mà đang chạy tốc độ nhanh mà dụ gặp con thú rừng nó băng ngang qua gặp 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 một cái chướng ngại vật gì đó ha gặp cái viên đá cái cục đá từ ở trên đồi núi rớt xuống thì xe nó phải dừng lại đột ngột đúng không vô tình cái sợi xích beo này nè nó trở thành một cái gì một cái uh, giống như cái chốt chặn lại vậy các em cái phần bên dưới của xích bèo thì nó đứng yên, đúng không? do cái xích bèo nó giữ chặt mà giữ cho nạn nhân không có bị tròn ở trước để cho đừng có bị chấn thương sọ não, đúng không? nhưng mà vô tình nửa trên của cái đoạn xích bèo của phần cột sống thì nó lại sao? bị gấp mạnh quá. ra sau này em thấy bên kỹ sư của xe hơi người ta đã cải tiến cái xích bèo là gồm hai phần để nó chia lực ra một phần là ngang bụng, một phần chéo qua vai để nó nó giảm cái cái việc mà tạo ra một cái điểm gọi chặn giữa cái cái việc gấp đốt sống à, thì nó vừa bảo vệ được cho não mà vừa bảo vệ được cho cuộc sống. Tuy nhiên thì khi mà những cái người tai nạn thường người ta đâu có chạy theo cái quy định của của đường cao tốc đâu các em, ha. ví dụ như châu Âu thì có nước cho chạy 150 cái số giờ. Ha. Thầy nghe nói bên Đức có những cao tốc cho chạy tới cả thoải mái chạy 200 cũng được hai trăm rưỡi cũng được thường người ta tử xe người ta hay lên mấy cao tốc đó là rất nguy hiểm nha các em một khi mà bị chướng ngại vật thì sao không riêng gì cuộc sống đâu các em mà nó hay hay kèm theo ngay vị trí mà cái cái điểm mà giữ ngay giữa ha phía sau là cuộc sống nhưng mà phía trước là ổ bụng và thường á, em thấy kiểu mà gãy cái đa xít beo này á, là nó hay vỡ cái khối tá tụy á, cái phần tụy với lại tá tràng á. thành ra là những trường hợp này ngoài cái việc khảo sát những cái chấn thương về à, cột sống tử sống thì em phải coi chừng có cái chấn thương bụng kính nữa nhiều khi nạn nhân chưa có kịp tử vong do cái cột sống tủy sống mà nạn nhân lại, lại tử vong vì cái chấn thương bụng kính à thì đây là những cái hình minh họa cho thấy là gãy rất là nhiều nha các em có những trường hợp mà gãy uh, đứt đôi cái cái thương cái xương thân sống luôn á này thì khi mà cái cái loại mà gặp căn giảng này á nó rất là nhiều thể loại ha nếu mà chia chia nhỏ ra tuy nhiên thì uh, thầy không muốn các em rối thì uh, thầy chỉ cho cái nhìn tổng quát thôi một trong những cái nhóm chia nhỏ của cái gãy xích bèo đó là là gãy chain. ha thì cái này là chia riêng ra gãy chain tức là là cũng cho cơ chế căng giãn nhưng mà tổn thương chủ yếu lên lên cái thân đốt sống ngoài ra nó còn ảnh hưởng tới hệ thống dây chằng hệ thống khớp ở phía sau cái cơ chế thứ năm đó là cơ chế gặp xoay thì thay vì cơ chế đầu á à, bệnh nhân đang cúi lưng à, lôm cơm làm việc bị vật nặng rớt ngay giữa tức là nó tác động đều tuy nhiên cái này kém may mắn cho nạn nhân là họ lại bị lệch sang bên à, cái vật nặng nó rớt sang vai một bên và như vậy thì khi mà lệch sang bên như vậy thì sao cái mấu khớp rồi cái dây chằng à, một bên thì bị uh, bị bị chặt bên thì bị gãy đó là cái loại cơ chế thứ năm gọi là cơ chế gặp xoay và cơ chế thứ sáu gọi là dằn xé à, thì cái, cái cách mà chấn thương nạn nhân sẽ kể lại cho các em là thứ nhất là tình huống là những cái người công nhân ở cảng các em hoặc là những cái công nhân xây dựng đó, người ta đang đứng đây nè thì thường là có sự hỗ trợ của những cái cần cẩu các em cẩu để để cẩu mấy container cẩu hàng à, à, của những cái tàu biển á à, hoặc cần cẩu cẩu những cái à, vật liệu nặng của của cái công trình xây dựng á nè à, thì do cái người điều khiển cái cẩu này lơ đễnh hoặc là do điều kiện là thời tiết nó bất thường à, ngoài cái sự kiểm soát của cái người điều khiển gần cẩu này thế là cái gần cẩu này va đập trực tiếp và thẳng góc từ sau từ sau lưng của cái cái người nạn nhân hoặc là từ pha, từ trái qua phải hoặc ngược lại từ phải qua trái như vậy hậu quả của những cái người này là gãy cái cái mấu khớp sau và cái thân đốt sống trên dưới nó cũng bị bị trật ha. và đương nhiên cái khớp mà nó bị ảnh hưởng thì đương nhiên nó sẽ cũng sẽ ảnh hưởng cái dây chằng bao gồm những cái dây chằng liên gai liên mỏng ngang ha. vân vân hoặc là tai nạn giao thông cũng có thể bị các em cái người nạn nhân thì đi bộ à. còn cái xe hơi thì phóng nhanh trên đường à. có thể là đã đèn tín hiệu là là à, xe hơi phải dừng ưu tiên cho người đi bộ à. thì cái ông này ổng lại ráng ổng qua cái ngã tư đó thì cái cảng các em cái cảng đầu xe sẽ tông trực tiếp à từ phải qua trái, trái qua phải hoặc là tông phía sau lưng của người nạn nhân. À. đó em thấy nếu mà em nào để ý á, có một số bắt bác tài xe hơi sợ trầy cái cản bằng bằng nhựa của họ em, họ hay đi đặt cái cái vành inox á để kẹp cái đó lỡ mà có đụng người phía trước hay là ve đụng tường gì đó thì thay vì bể cái cái phần nhựa thì nó đụng cái phần inox thì nó nó kêu lên tiếng động thì họ ấy như là, mà về luật là nó không phải của hãng ha thì uh, cảnh sát giao thông sẽ phạt những cái người này ha. vô tình thì uh, thì thì uh, uh, những cái, cái mà bảo vệ cho xe mình lại hại cho người người uh, đi bộ tuy nhiên gần đây thì uh, với sự tiến bộ thì sao các em họ đã làm những cái cảm biến sensor ha khi thấy người đi bộ qua thì uh, tự động cái sensor nó báo và hệ thống uh, phanh hay còn gọi là thắng ha, nó dừng dừng cách đó nhưng mà với điều kiện là cái người đang chạy ở vận tốc vừa phải thôi các em dưới 80 thôi chứ mà đang phóng cả trăm cây số thì thắng nó còn có cái độ lết bánh nữa các em ha, theo quán tính đó. về mặt lâm sàng thì nó cũng giống như chấn thương sọ não thôi các em ha, chấn thương cuộc sống thủy sống ngực thắt lưng nó cũng là một cái đa chấn thương và nếu mà nó có kèm với chấn thương sọ não thì nạn nhân sẽ bất tỉnh thì em đâu có khai thác được là có chấn thương cột sống cổ hay không à, thì à, em phải cố định nạn nhân trên băng ca hay bằng quán cứng còn như cái bạn này thì có vẻ là đang đi picnic thành ra là giữa những cái vùng à, hoang, hoang sơ thì làm gì có băng ca tới kịp các em thì muốn vận chuyển nạn nhân ra khỏi cái nơi xảy ra tai nạn thường là té suối hay là leo trèo gì đó các em hái trái gì đó thì thường là chỉ sử dụng mấy cái thanh gỗ này thôi các em à, hai thanh dọc và ba thanh ngang chủ yếu là giữ những cái vị trí là vai nè à, chẹn hai cái túi cát hai bên cho cái cột sống cổ nè phía thắt lưng nè à, đùi và phía gót và đặc biệt là trong quá trình vận chuyển là phải uh, cố định bệnh nhân cho chặt nha các em nếu mà cái này cái miếng uh, ván mà mà gọi là liên tục là phải có cái khoét cái lỗ á ha hoặc là tìm cách là phải cố định nạn nhân á chứ nhiều khi em nhiệt tình cách mạng quá mà em làm cho nạn nhân rớt từ ở trên cái cái cán này xuống thêm lần nữa thì nhiều khi cái nhiệt tình của em lại làm hại cái người nạn nhân thêm ha và đã đa chấn thương rồi thì có thể sốc à, sốc cho đa chấn thương như thầy nói có thể là vỡ khối tá thụy à, chấn thương bụng kính thì trong phần bệnh sử em chỉ cần hỏi cái nguyên nhân giống như nãy thầy phân tích sáu cái cơ chế à, thì em sẽ biết là cái loại à, loại loại kiểu gãy gì và cái diễn biến ngay sau đó à, để em coi biết là cái tổn thương tủy Uh, hoàn toàn hay là không hoàn toàn uh, có yếu liệt vận động hay không và đã đã nói là đa chấn thương thì bắt buộc phải khám tổng quát uh, các em uh, nhất là cái uh, mặc dù là cái đoạn mà mà ngực 10 cho tới l hai là cái đoạn hay gãy nhất tuy nhiên thì uh, nạn nhân té thì mình đâu có biết được là họ có vô đúng như lý thuyết hay không ha uh có thể là gãy xương sườn phối hợp do tổn thương cái đốt ngực cao hơn d 10 thì sao thì nó lại gây ra cái tràn máu hoặc tràn khí mạng phổi thì nhiệm vụ của em sơ cứu ngay lúc đó à, vừa khám mà vừa phải phải sơ cấp cứu cho nạn nhân nữa à, và cái này thì ở ở quân đội người ta gần như là tập huấn cho những cái người mà gọi là chiến sĩ hay bộ đội gì các em tự sơ cứu cho nhau luôn em thường thì có cái đội họ đi hành quân hay đi gì đó thì có quân y đi theo nhưng mà nếu quân y mà chưa tới kịp á các em ha, thì thì hoặc là đang chăm sóc cho những cái thương binh khác thì tự cái cái người đồng đội ha phải biết phải biết sơ cứu chỉ cần lấy cái kim chọc dò vô màng phổi ha cho nó thoát khí ra, thoát máu ra thì thì mới cứu sống được nạn nhân nha các em. Còn em mà chờ quân y tới hay chờ chi viện trực thăng gì đó thì nhiều khi cái người nạn nhân đó là tử vong, ha, cũng như chấn thương bụng kính cũng vậy, và em cũng khám bụng, ha, thường là cái sốc tỷ ban đầu của các em hay làm cho nạn nhân bị căng chứng cái bụng là do uh, liệt ruột cơ năng, và khi họ qua được cái giai đoạn sốc tỷ trong vòng 24 tới 48 tiếng đầu á thì uh, cái uh, nhiều động ruột họ lại hoạt động lại, ha, cái bằng quang cũng vậy khi mà em hỏi người nhà nhiều người nuôi người ta không có để ý đâu các em nếu à, mà em chỉ hỏi bệnh sử không á em hỏi vậy chứ cái cô này thấy sáng giờ cô có đi tiểu được không nó dạ có dạ có à, nếu mà em hài lòng tới đó thôi á, là em rất là dễ bỏ sót tại vì sao nhiều khi họ rối loạn cái cái cơ vòng mà ở cổ hoàng quang á, nó đứt tiểu nó ra nhỏ nhỏ như nước mắm nhỉ các em thì họ thấy vậy họ cũng nói là đi tiểu được nhưng mà thiệt ra là em phải khám kỹ thì em mới thấy là trên cái bờ trên sương mu là có cái cầu bằng quang. Ha. Mà nếu em để sót mà em không đặt cái cái sông tiểu ở cái giai đoạn sắp tủy này á, thì nó lại thêm một cái biến chứng do thầy thuốc nữa là vỡ bằng quang. Ha. Do cái kích thước nó quá mức. Và đương nhiên là giống như thầy nói ha, cái kiểu té em phải khám hết những cái chi dài đặc biệt là xương chậu ha. xương chậu là ở phần mất máu rất là nhiều và những cái kiểu ngồi ở phía sau hàng ghế sau các em quy tắc là cũng phải đeo xích beo có người chẳng những không đeo xích beo mà còn ngồi rút cái chân lên ha. thì khi tai nạn xảy ra thì nó sẽ chật khúc háng. và thường nhất là gãy cái ổ chảo vân vân trong cái phần bình xử cũng như khám tổng quát là em phải khám đầy đủ hết nếu cần thì em cho chụp cái ct bụng thì em sẽ thấy cái chỗ cái khối tá thủy này nè nó sẽ có những cái bóng hơi màu đen đen á các em đó là cái cái phần phần tá tràng á nó bị vỡ tá tràng khám cuộc sống à. nhìn quan sát thì sao các em phải nhìn ha phải cởi hết cái quần áo nạn nhân nhìn từ trên xuống dưới thì thấy từ cổ cho tới xuống tới xương cùng thì nó sẽ biến dạng theo kiểu bị gù ha, hoặc bị vẹo tùy theo cái kiểu trật của cái khớp khớp ở ở phía sau mỏng gai thì em phải rờ từ trên đốt sống cổ tức là từ cái cái lồi lên của cái đốt sống cổ C7 ha cho tới cái xương cùng cục thì em thấy là sao nó không có thẳng hàng hoặc thậm chí là hai cái mỏng gai nó nó mất liên tục và em ấn cái chỗ mà nó gãy phía sau nè à, thì nó sẽ có những điểm đau chói hoặc là cái tiếng lạo xạo tuy nhiên thì mấy cái tiếng này thì nó à, đặc trưng cho gãy xương nhưng mà thật ra đối với xương cuộc sống mà em đợi tới cái tiếng lạo xạo là người ta bị chấn thương nặng lắm hả các em à. đa số bên ngoài thì em nhìn thấy à, chữ là xương bầm tụ máu dưới da là chính à. rồi à, có thể có cái dấu là khoảng cách giữa hai cái mấu gai ha. bình thường là ví dụ nó cách nhau khoảng uh, một cm đi tùy theo cái đoạn ha. thì giờ tự nhiên uh, từ cái mấu gai này tới mấu gai bên dưới nó nó bị gãy nè em thấy không gãy khối khớp nè thành ra hai cái cái gai sống đó, nó cách xa nhau ha. rồi uh, có cái dấu hiệu bậc thang dù em dò, dò, từ trên xuống dưới mấy cái mỏm gai đang liên tục tự nhiên có mỏm gai nó bị hỏng xuống đó là do tình trạng gì các em trượt hai cái thân sống ha thân sống phía trên trượt ra phía trước ha? còn thân sống ở dưới thì đứng yên cho nên là em thấy cái cái gai này nó bị 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 uh, giống như em rờ lúc khám ha? thì em thấy nó hụt xuống thì ta gọi là dấu bậc thang ha đang đi tự nhiên nó hụt xuống hoặc là khám vận động hai chân Cái hoạt động hai chân thì để mục đích là xác định cái vị trí cái thần xương đốt sống bị gãy. Tại vì khi chụp hình ảnh đó các em, em phải tập trung vô chỗ gãy chứ. Chứ đâu thể nào em nói giờ tôi cũng không biết gãy chỗ nào cứ chụp từ đầu chí chân cho tôi. em phải khu trú cho cái người chẩn đoán hình ảnh người kỹ thuật viên á thường đâu phải bác sĩ chụp đâu toàn là kỹ thuật viên chụp không à thành ra người ta đâu biết khám vấn đề là em khu trú cái đoạn nào gãy thì người ta sẽ chụp đúng chỗ đó cho các em và qua cái khám lâm sàng em phải kết luận được là có tổn thương thủy hoàn toàn hay là không hoàn toàn tuy nhiên thì cũng đừng quá nóng vội tại vì nó sẽ có cái giai đoạn là sốc tủy ban đầu do sưng phù nề đó các em khoảng 24 tới 48 giờ đầu thì lúc này thường là em khám nó sẽ không chính xác cái tổn thương đâu à, Đa số nó sẽ liệt mềm hoàn toàn hai chân và nó mất hết những cái cảm giác cũng như những cái phản xạ ở vùng da bụng. Ha. À, nạn nhân có thể có cầu bằng quang, bí tiểu và đặc biệt là mất cái phản xạ hành hang. Còn nhớ khám phản xạ hành hang không? Đối với nam thì sao? Bấm cái đầu dương vật ha, thì sẽ thấy cái cơ vòng hồ môn nó sẽ hơi nhíu lại. Còn nữ thì bấm vô đâu? cái âm vật à, thì à, cũng có cái khung phản xạ cũng co cái cơ vòng hậu môn lại à. thì khi mà người ta quan sát thấy nếu mà hết cái giai đoạn sốc tủy này các em thì cái cái phản xạ hang này là nó sẽ phục hồi đầu tiên đó các em à. sau khi nó nó qua giai đoạn sốc tủy tới giai đoạn phục hồi thì em sẽ thấy à, cái phản xạ hang này nó 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 phục hồi trước nhất và để uh, xác định là tổn thương tủy hoàn toàn thì lâm sàng phải có vừa mất cảm giác toàn bộ các em cảm giác uh, sờ cảm giác uh, nhiệt cảm giác đau uh, cảm giác bản thể và liệt vận động hoàn toàn uh. sau này thì uh, em sẽ thấy là có một tác giả tên là franken uh, sẽ uh, sẽ phân độ abcde cho các em dựa trên cái, cái tổn thương tủy này À, thì franken A tức là tổn thương tủy hoàn toàn các em à, gần như là cảm giác và vận động là mất hết trong khi khám lâm sàng thì em phải phát hiện được những cái hội chứng tổn thương tủy à, tùy theo cái uh, tủy nó nằm trong lòng sống nó bị cái uh, khối khớp hay là cái uh, uh, những cái trật uh, khớp ở phía sau những cái mảnh xương vụn của thân sống. ha Nó làm uh, ảnh hưởng tủy ở phía nào. Ví dụ uh, cái hội chứng gọi là liệt tủy trung tâm là thường gặp nhất trong cái chấn thương cuộc sống tủy sống của ngực mắt lưng. Lâm sàng em sẽ thấy liệt vận động chủ yếu ở cái góc chi thôi các em. Ha. Chủ yếu là em thấy em yêu cầu người ta gặp cái vùng háng lại thì người ta thực hiện yếu hoặc là liệt tuy nhiên những cái sức cơ ở ngọn chi vẫn còn ví dụ như là yêu cầu gặp các ngón chân và những cái cơ ví dụ cơ vòng hậu môn vẫn còn ngay cả cảm giác nó cũng còn luôn đối với cái liệt tỷ trung tâm đó là cảm giác cái vùng tầng sinh môn chứng tỏ là cái cái chùm đuôi ngựa nó nó chưa có bị tổn thương cái hội chứng thứ hai thì là cái hội chứng mà tỷ lệ phục hồi ha, kém nhất. cho và mặc dù là nạn nhân có uh, xuyên tập của chức năng đi chăng nữa thì khả năng phục hồi rất là kém. đó là hội chứng liệt tỷ trước. thì liệt tỷ trước khi em thấy lâm sàng là liệt vận động hai chân cộng mất cảm giác nhiệt, cảm giác đau và khi em xa khám cảm giác mà sờ chạm á và cảm giác rung rung của cái em thoa á, các em và cảm giác bản thể cảm giác bản thể còn nhớ khám không cảm giác bản thể khám sao các em đúng rồi nếu mà khám ở vùng hai chi dưới á, thường là em sẽ sẽ gấp hay là ngửa một cái ngón chân nào đó dù ngón cái hay là kế ngón cái ngón hai thì hỏi bệnh nhân là cái tư thế của ngón đang ở vị trí nào gấp hay ngửa còn có cái cảm giác tinh vi hơn mà khó khám hơn là em vẽ trên cái vùng da cái hình hình tam giác hình chữ nhật gì đó nhưng mà cái đó khó lắm cảm giác về cử động của cái gập hay là duỗi cái ngón chân họ dễ nhận biết hơn và ngược lại cái uh, hội chứng liệt tủy mà có tỷ lệ cái phục hồi khá cao sau khi uh, tập uh, vật lý trị liệu hồi chức năng đó là hội chứng liệt tủy bên hay còn gọi là hội chứng proxica thì proxica sẽ thấy lâm sàng cũng có liệt vận động cùng bên với lại cái tủy dù tủy bên trái thì liệt vận động bên trái cùng bên tổn thương mất cảm giác sờ cảm giác rung cảm giác bản thể cũng cùng bên luôn còn đối bên thì sẽ mất cảm giác nhiệt và cảm giác đau. Thì đó chính là cái hội chứng Brausica. Hội chứng cuối cùng của tủy rất là hiếm gặp. Đó là hội chứng tủy sao. Tủy sao nó phụ trách về cảm giác cho nên họ sẽ không bị liệt vận động. Chủ yếu là rối loạn giảm hay mất cảm giác sờ, cảm giác rung và cảm giác bản thể thì cái này tức là cái bản uh, sức cơ mà em nào cũng biết à. uh, tuy nhiên ra trường thì mấy em cứ ghi uh, đại ở trong hồ sơ à. thì hay, hay bị phòng tổng hợp bắt à. là mấy em ghi là yếu liệt hai chi dưới thì nó rất chung chung à. yếu là yếu liệt là liệt không thể nào hai cái này đi chung nhau được à. liệt tức là đồng nghĩa với lại kích thích đào hoặc là mình yêu cầu họ không có co cơ, mặc dù là họ cố gắng hết sức thì là gần như là sức cơ không trên năm còn yếu thì có thể là một trên năm cho tới năm trên năm, ba trên năm là cử động mà nó thắng được trọng lực, hai trên năm là họ chỉ di chuyển cái chi đó với điều kiện là không có có ảnh hưởng trọng lực, họ chỉ lê cái chân trên cái cái mặt giường thôi. thì để xác định cái tầng tổn thương của tủy sống uh, thì em cần khám một cái phần gọi là khám cảm giác đối với những cái uh, cái tủy ngực ha, cảm giác hoặc là phản xạ da bụng ví dụ như là người đó mất cảm giác từ ngang hai đầu nón vú trở xuống thì là tổn thương tủy ngực mấy Phải ngực bốn không Tuy nhiên có câu chuyện vui là gì Coi chừng nạn nhân đó là người nữ Và nữ bao nhiêu tuổi ha Tại vì khi nữ càng nhiều tuổi Và đông con thì uh, Cái vị trí giải phẫu này Nó sẽ bị sai lệch theo thời gian ha Thì có cái câu chuyện vui Thì nhiều khi cái uh, cái người nữ này uh, Cái tỷ D4 nó bằng tới Cái tỷ D10 luôn ha nên em phải cẩn thận Đây là cái người uh, người chuẩn ha cái mức giải phẫu chuẩn chứ cái cái đầu ú đừng có bị biến dạng theo thời gian cái đó là câu chuyện vui thôi nhưng mà chuẩn ngang từ cái rốn trở xuống bằng chân nếu mà mất giảm hoặc mất cảm giác đó là tổn thương ngực mười ha. còn có cái điểm trên sưng mu từ đó mà trở xuống thì thường là tổn thương cái, cái tủy ngực 12 ngoài ra thì để khám mấy cái rễ đúng không thấp hơn thì em phải khám rễ, ha, rễ vận động cũng như là phản xạ gân cơ. Ví dụ như cái uh, tổn thương rễ là một á thì sẽ không có vận động uh, về cái cái cảm giác chứ là phía uh, trên cái cái nếp lằn bạn l 2 là từ phía dưới nếp lằn bạn trở xuống, ha. giống như cái sơ đồ nè. Ha. Lễ l 3 là cái gần như là cái uh, mặt trong mặt ngoài đùi l bốn thì nó xuống tới cẳng chân vân vân em phải có dựa theo sơ đồ yeah. phía uh, phía trước cũng như phía sau của cái người nạn nhân đó em còn nhớ em nào còn nhớ cái phản xạ da này không các em nhớ cách khám không da dưới đốn khám sao khi mà tổn thương cái uh, tủy ngực uh, D11 hay là T11 nè khám làm sao nhớ không phản xạ da khám sao Em nào còn nhớ khám cái phản xạ da để phát phát hiện cái cái tủy này, tủy D11 này. Đó là dùng ngón tay ha, hay dùng uh, một cái vật uh, tù ha nha, đừng có dùng vật nhọn. Cái đầu viết á, uh, em khều từ uh, ở phía ngoài bụng, khều vào chính uh, đường đường giữa bụng. Ha thì cái da bụng nó sẽ co lại Đó là phản xạ da dưới rốn à, phản xạ da bìu cũng vậy à, khi mà em khiều cái da bìu mà nó bị nhíu lại thì cái cái tủy đoạn lợi một nó còn tốt còn nếu mà em khiều mà nó trơ trơ nó không có phản xạ nhíu da bìu lại là tổn thương tủy ở đoạn thắt lưng một ngoài ra khi mà liệt vận động như vậy thì có thể có dấu hiệu bó tháp babensky à, dương tính nếu mà tổn thương ở cái mức à, thắt lưng 2 thì gặp hán yếu, thắt lưng 3 thì duỗi đầu gối, à, lưng 4 thì duỗi bằng chân, lưng 5 thì duỗi ngón cái. Đó là những cái cách khám vận động để em suy ra được cái rễ ở cái cái vị trí nào bị tổn thương. Còn thêm gõ, gõ phản xạ gân cơ thì à, cái bài à, thấu y điểm thầy cũng đã nhắc ha nếu mà gân gối giảm là ảnh hưởng tới rễ L4, gân gót mà giảm hoặc mất là rễ S1. Còn cái bảng này là phân loại phân uh, lâm sàng theo tác giả Franken đây các em. À, nếu em ghi trong hồ sơ bệnh án là Franken lâm sàng Franken A thì đồng nghĩa với lại họ bị tổn thương tủy hoàn toàn, à, mất cảm giác cũng như bất vận động hoàn toàn. Còn lại BCD thì em thấy sao? Cảm giác đều còn hết đúng không? BCD nó chỉ dựa vô cái cái bảng đánh giá về vận động hai chi dưới thôi. Ví dụ B là liệt vận động hoàn toàn, ha, C là cái sức cơ hai chi dưới được 2 trên 5. D là từ 3 trên 5 tới 4 trên 5 và Franken er là lâm sàng bình thường. A, tức là có gãy nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới tới tủy và rễ thần kinh thầy qua cái phần cho nó hình ảnh thì cái rẻ tiền mà kết quả nhanh nhất đó là chụp x quang quy ước à, như thầy nói có thể đa chấn thương khi mà x quang mà em nghi ngờ có tổn thương gãy xương sườn À, có mảng sườn di động thì coi chừng. Nếu mà nó có cái hình ảnh là giãn rộng trung thất là coi chừng nó có nó có xuất huyết. À xuất huyết ở cái vùng à, vùng à, trung thất. Có tràn à, tràn à, tràn máu, tràn dịch à mà ngoài tim. Khi mà hoặc là em nghi ngờ gãy xương chậu những cái xương sườn, xương chi dài khác thì nghi chỗ nào thì em chụp cái đó để có chẩn đoán xác định để phân gọi ở trên x quang nếu mà em chụp cái x quang cuộc sống thẳng nghiêng mà em chỉ thấy gãy tiên lẻ từng cái cấu trúc giải phẫu của cái thân xương ví dụ như gãy riêng cái mẫu ngang, ngang gãy riêng cái mẫu ngang gãy riêng cái mỏng gai hoặc là em thấy làm sao nó mẻ hết miếng thân xương ta gọi là tia drop giọt nước mắt thì mấy cái đó người ta xếp vô là gãy nhẹ Chứ là nó không, không ảnh hưởng gì Tới cái độ uh, mất vững của cuộc sống Cũng như nó không ảnh hưởng gì Tới chức năng tủy và rễ thần kinh Còn gãy nặng thì sao Thì đa số bây giờ Người ta chia theo cái uh, tổn thương theo cái các cái cột Của tác giả Dennis Như thầy đã nhắc hồi đầu Đó. Thì thầy nhắc lại đây là cái cột trước Của Dennis nè các em à, Theo tác giả Dennis thì chia cái cái cột sống ra làm ba phần cột trước bao gồm có dây chằng dọc trước này à, nó to bản nhưng mà nó nó yếu hơn dây chằng dọc sau tại vì nhiệm vụ nó phải mềm dẻo thì mới cái cột sống có thể cúi ngửa được à, cho nên là à, cộng với lại 2 phần ba hai à, phần ba cái thân trước cộng với một phần để đệm ở hai phần ba trước đó, theo cái cái đường ranh giới này thì đó chính là cái cột trước theo Dennis cột giữa thì bao gồm dây chằng dọc sau và một phần ba sao của địa đệm một phần ba sao thân sống và phần còn lại của cột sống bao gồm cung sau các cái bao khớp các cái dây chằng dây chằng vàng dây chằng vòng dây chằng liên gai chằng liên ngang vân vân thì nó nó sẽ là cột sau của Dennis thì dựa vô sự xê dịch những cái cột này thì uh, mấy em sẽ có uh, phân loại lâm sàng trên dị mặt hình ảnh học thì ông Denis ông phân loại loại một là cái loại gãy nén ép à đây hay còn gọi là cái gãy hình chem á các em trên cái phim X quang á em nhìn thấy uh, mấy cái đốt uh, xương nào mà còn nguyên thì nó sẽ có hình chữ nhật đúng không còn những cái đốt nào nó bị uh, lâm sàng người ta còn gọi là uh, gãy lúng á các em hay là gãy sẹp á thì do cái loại mà nén ép này thì chủ yếu là cột trước theo Denis thôi thành ra em sẽ thấy là sao cái thành trước bị cao nó sẽ sẹp xuống ha. còn cái uh, cái uh, cái tường sau đúng không theo Reno thì sao nó bị ảnh hưởng ít lắm ha chủ yếu là thành trước thành ra em thấy trên X quang em sẽ thấy cái cái đốt sống à, chỗ sẹp ở đó là nó hình chêm. Và sau này á, tùy theo cái à, cái độ sẹp này bao nhiêu phần trăm thì em sẽ sẽ xếp nó vô cái loại là gãy mất vững. Ví dụ cũng là sẹp nhưng mà so với chiều cao bình thường mà nó sẹp ít hơn 50% cái thân sống chiều cao thân sống bình thường thì tạm gọi là là gãy vững thì đối với trường hợp đó thì không có chỉ định can thiệp phẫu thuật để mà bắt uh, nẹp vít để làm cứng. Ha, em chỉ cần cho nạn nhân uh, đeo cái uh, cái cái đai bên ngoài thôi ha. Hoặc là có chỗ thì người ta sẽ làm cái nẹp bột để ửng ửng ra sao ha để cho giúp cái này nè, cái phần nửa trước của cái thân sống nó phục hồi. Ha. Tuy nhiên thì cũng tùy theo cái nghề nghiệp của cái người nạn nhân nữa ha, người nạn nhân còn trẻ quá lao động chính của gia đình mà cái nghề của họ lại là cái nghề gọi là làm việc nặng nữa ha, quân quá các kiểu thì uh, nhiều khi em phải xét chỉ định tại vì nó có những cái nó nằm ngay cái cái vùng biên ở các em ha. dưới 50 thì nó cũng không dưới mà trên 50 thì nó cũng trên nó nằm ngay 50 phần trăm nhưng mà do do nghề nghiệp sau này họ sử dụng cái cuộc sống để họ mang quát vật nặng nhiều thành ra là em cũng phải chỉ định là À, bắt nẹp vít vào thường nếu mà cái cái cuốn cái cuốn cung hồi nãy cái phần giải phẫu mà thầy nói là nó ngắn và nó cứng á à, nếu mà nó chưa vỡ thì em bắt bắt ốc vít vào đó luôn à, bắt ngay vị trí gãy luôn bắt trên đó đốt dưới đó đốt còn nếu mà em muốn cứng nữa thì bắt trên cái đốt gãy hai đốt và dưới đốt gãy hai đốt còn đốt gãy thì nó không quan trọng ha nếu cái cuốn cung còn thì em có thể bắt ốc còn nếu không bỏ qua nó cũng được và đương nhiên em sẽ giữ những cái con vít này bằng bằng một cái cái trục dọc ha ta gọi là thanh rốt cái gãy thứ hai theo Denis cơ chế đó là gặp nén đây gập nén hay còn gọi là gãy bung à, và fracture thì à, sau khi gặp nén ha, gãy bột fracture thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái cục giữa là chủ yếu cục giữa là đâu một phần ba sao của thân sống à. tuy nhiên thì do một phần ba sao mà nó rất là cứng đúng không về mặt giải phẫu một khi mà lực tác động đủ mạnh làm cho nó vỡ vụn ra thì em nhắm cái cục trước còn không không thể nào còn nguyên được đúng không cái này cột trước gãy nhưng mà do cột sau nó cứng hơn thì nó mới còn à, còn kiểu gãy bột fracture này thì gãy cái vỡ bung này thì à, mặc dù là lực tác động trực tiếp lên cái cột giữa nhưng mà thiệt ra là nó cũng cũng ảnh hưởng tới cột trước luôn à. cái loại thứ ba là theo cơ chế gặp và giãn thì gãy theo kiểu là dây đai ha à, gãy xích thì cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái cái cột giữa À. Cái loại thứ tư là nặng nhất gọi là trật xoay, à. trật khớp. Thì cái loại này do nó lực tác động nó không có đúng theo cái cái chức năng à, sinh lý, à. cũng có những cái cái khớp à, đốt sống à, ngực và thắt lưng khác nhau. Cho nên sao nó ảnh hưởng cả ba cột theo Dennis luôn. À và cái này thường là nó tàn phá cái uh, cái tủy sống cũng như là cái rễ thần kinh nặng nề nhất và thường á khi mà em đã xếp vô cái loại này á thì sao các em phải chỉ định thêm loại hình ảnh gì hình ảnh là là cộng hưởng từ ba cái trên á thì em chỉ cần dừng lại ở x quang quy ước cộng với lại ct scan à, riêng cái ảnh hưởng tới khớp và nó ảnh hưởng luôn đĩa đệm các em, ha do nó 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 dần xé quá, trật xoay, cho nên là em nên chụp cộng từ để em đánh giá cái tình trạng dây chằng, mặt khớp như là đĩa đệm. Thì cũng nhờ phát triển của hình ảnh đó là chủ là CT, ha. CT thì em biết rồi lợi thế của xương xác định được đúng cái uh, cộng phối hợp của khám lâm sàng hồi nãy ha em sẽ xác định được đúng vị trí thấy được cái tình trạng gù đốt sống do thẹp cái thân đốt sống hẹp đường chính trong gãy bung ha, của fracture thì cái cái tường sau của thân đốt sống nó sẽ dịch chuyển làm hẹp lòng ống sống do đó mà nó làm mất vững ha, như thầy nói hồi nãy nếu mà sẹp đốt sống mà em đo thấy trên 50% chiều cao giải phẫu bình thường thì nó dễ làm đứt cái dây chằng phía sau cuộc sống lắm Những trường hợp này thì khi đầu tiên là em phát hiện trên X quang quy ước thì em nên cho chụp thêm cái CT scan để em phát hiện cái cái việc mà đứt cái cái dây chằng ở phía sau này nè Thì cái này là cái hình em so sánh giữa cái uh, CT và cái MRI nè các em thấy có uh, tính chất có khác nhau gì không? Chủ yếu là cái bên phải này là cái MRI bên này CT đúng không? Thì cũng phát hiện về mà tổn thương xương á, ở phía cột trước thì có vẻ như CT nó rõ hơn đúng không? MRI rất là mờ. Tuy nhiên như thầy nói hồi nãy là MRI nó sẽ lợi thế ở những cái phần mềm đúng không? Tổn thương để đệm cũng như em lấn ra phía sau này nếu em nghi ngờ có tổn thương dây chằng, à, hoặc là có tình trạng trật khớp và khi mà em chỉ định cổng từ là em nghi ngờ có xuất huyết hoặc là dập tủy. À, rồi tổn thương đĩa đệm. Nhiều khi người ta mổ không phải vì cái cái sự mất vững của của, của cái cột sống nào các em mà sự vỡ đĩa đệm giống như thầy nói vậy đó ha với một cái lớp lực mạnh thì cái địa đệm nó bị vỡ nó bị chấn thương trực tiếp thì em phải tiến hành mổ để gấp cái phần địa đệm vỡ ra cái vành đai sơ cũng như là cái nhân mềm bên trong ra đây so sánh giữa hình uh, bên trái CT và MRI thấy có khác biệt không rất là khác biệt không? nếu mà che ct lại mà đưa cái hình em này thì em thấy rõ ràng cái gãy không rất là khó nha em nó mờ mờ ảo ảo đúng không phần xương nè à, em nào nhìn quen ấy thầy thầy không có che này lại chứ nếu mà thầy che này lại thì rất là khó quan sát đúng không trên trên cộng từ rất khó quan sát tuy nhiên cái cái lợi thế gãy bung ha fracture của anh city đó là em thấy cái cái hình ảnh lùi tường sau rất là rõ à từng cái mảnh vụn. Còn này em thấy đâu được gì đâu, thấy mờ 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 ha. Tuy nhiên thì cái anh cộng từ nó lại à, à, lợi thế à, không có cần quan sát tới xương nhiều, ha. xương đã được phát hiện trên CT rồi, mà em cần những cái tổn thương à, dây chằng, khối khớp à, có trật cái khớp sau hay không. vân vân, đứt hệ thống dây chằng ở phía sau ha. À thì bắt buộc em phải phải cho chụp em rai. như vậy thì cũng giống như chấn thương sọ não à, à, ban đầu thì em à, à, cũng cho chụp cái cái ct chỉ có cái cái loại 4 của 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 cái à, tổn thương của tác giả dennis thì em mới cho chụp cộng từ từ đây thì à, thầy đưa vô cái bảng để cho mấy em dễ uh, dễ nhớ thôi ha cũng nhắc lại cái uh, trường hợp mà chẩn đoán gãy nặng của Denis loại một gãy cột trước loại hai gãy thêm cột sau cột giữa loại ba thì chủ yếu tổn thương đĩa đệm dây chằng thân đốt sống loại bốn gọi là gãy trật nặng nhất tổn thương cả ba cột Và phần điều trị thì sao các em? người ta đã khảo sát, tủy là một cái mô rất là rất là mong manh, ha, dễ vỡ. một cái thí nghiệm nếu mà không có cái xương bảo vệ ở phía ngoài, ha, cái ống ống xương cái thân xương những cái gai xương ha, thì khi một cái vật nặng khoảng 25 gram rơi từ độ cao khoảng 20 cm thì gần như là liệt tỷ không có hồi phục nếu theo dõi tiếp cái nghiên cứu cái cái diễn biến sau này thì sau khi phù tỷ thì nó sẽ chuyển qua thành mô sơ mô sợi ha. mà thần kinh mà chuyển qua mô sơ mô sợi thì gần như nó không có dẫn truyền được nữa ha và cái nguyên tắc uh, khi em sơ cứu ban đầu là phải bảo vệ sớm nhất có thể những cái mô tủy lầm à, cũng như những cái mạch máu á, em phải chống phù tủy cho tốt à, để cho cái việc mà chống phù tủy thì cái đoạn mà tủy mà vào mạch máu nuôi ở các em ha động mạch adam -Kievich. à, nếu mà nó tổn thương một phần hoặc là những cái uh, gọi là uh, mạch máu bằng hệ uh, thì khi mà em điều trị được cái phụ chống phụ tỷ á thì thì mấy mạch máu bằng hệ này nó mới tới nó nuôi nuôi mô tỷ mô, mô tỷ lành thôi nha các em chứ nó không nuôi mô tỷ bị hư đâu cho nên sao các em vận chuyển à, nhanh ra khỏi nơi tai nạn nhưng mà phải là an toàn cẩn thận gần đây nó có cái vụ à, mà các cái uh, xe hơi trên cầu Phú Mỹ mà nó bị dồn toa lại á em có đọc báo không? khoảng năm uh, bảy chiếc uh, xe hơi container gì gì đó, ha. do sự cố chết máy hay gì đó thì quên rồi, thì dồn toa lại, thì hậu quả là một trong những cái chiếc xe đó sao cái cabin nó bị bị sẹp, và nếu mà những cái người đi đường có một anh hùng ha thì thực ra may mắn đưa nạn nhân ra khỏi nhưng mà thiệt ra là cũng đâu có trái nổ gì đâu các em nhưng mà chẳng may mà cái cái người nạn nhân này mà bị đang chấn thương mất vững rồi đang bị phù tỷ, chèn ép tỷ gì đó mà lôi nhiệt tình một hai ba lôi ha thì là nhiều khi là cái thân trên đi nửa dưới ở lại tại vì vẫn còn kẹt còn kẹt ở những cái vị trí mà nó, nó bị dồn cái cabin lại các em À, rất là nguy hiểm. Thành ra là chủ yếu là nếu mà thấy cái nơi xảy ra tai nạn nó ít nguy cơ cháy nổ thì nên gọi cái đội cứu hộ tới. À, họ có những cái dụng cụ gọi là cắt cái cắt kim loại. À, họ sẽ cắt ra từng từng mảnh dụng 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 dụng. Rồi họ mới uh, cộng với cái đội y tế nữa. À, coi coi chấn thương vùng nào và nó cũng quay lại cái hình hồi nãy là vận chuyển ra khỏi xảy ra nơi tai nạn nhưng mà phải an toàn và cẩn thận tránh làm nặng thêm những cái tổn thương mất vững của cuộc sống cũng như là cái à, à, tổn thương xuất huyết à, dập tủy cũng như tổn thương rễ thần kinh à. thì uh, chống phù thủy có thể dùng thuốc được không các em thuốc gì để chống phù thủy tốt nhất Đó là thuốc kháng viêm đúng không mà kháng viêm mạnh nhất là nhóm gì kháng viêm mạnh nhất là gì corticosteroid uh, corticoid và thường em nghe cái nhóm uh, dexamethasone là là kháng viêm mạnh nhất đúng không nhưng mà đối với phù thủy thì người ta lại thấy cái nhóm metin prednisolone nó lại có tác dụng tốt hơn à. tuy nhiên thì à, nó cũng tùy cái tổn thương ban đầu nữa nha các em à. và nó cũng phải trong cái cái giờ vàng thì nó mới phát huy tác dụng nhiều của cái anh metin prednisolone này tức là nguyên tắc mà em muốn phát huy tác dụng phải là trong vòng 8 giờ sau khi bị, bị tổn thương phù thủy à. và sau này người ta còn đưa cái điều kiện trên hình MRI nữa nhưng mà có thể trong vòng 8 giờ đầu đó, nếu mà em không xài thì sao lúc đó đâu phải ai cũng được đưa tới cái cái uh, bệnh viện mà hiện đại để chụp MRI đâu các em thì uh, theo ý thầy á thì cá nhân thầy thì uh, thiệt ra cái thuốc này nó cũng cũng không phải mất tiền lắm đâu các em, A. mình cứ xài cho nạn nhân, tức là mình tăng cái nguy cơ tăng cái cái gọi là cơ hội phục hồi cho họ, A. chứ nếu mà em chờ em ra thì nó hơi muộn, A. thì nếu mà cái uh, cái hiện trường xảy ra tai nạn gần nơi mà cái bệnh viện trung tâm lớn mà có cộng từ thì đương nhiên chụp cộng từ thì nó vẫn vẫn tốt hơn thì người ta khảo sát thấy trên cái tỷ thì T2 á nếu mà cái mô thủy á, nó hình thôi tăng à, tín hiệu trên D2 thì à, cái trường hợp này à, cái cái cơ hội cho cái cái người đàn nhân phục hồi rất là cao, tức là nó đáp ứng với lại protocol X các em. ha à, Và lúc đó thì à, mặc dù có hay không có em MRI thì theo thầy em cứ xài bolus à, bolus tĩnh mạch cái à, methylprednisolone liều trong giờ đầu là 30 mg mỗi kg cân nặng sau đó em pha nó vô cái bơm tim điện và em duy trì tiếp theo 23 giờ tiếp cái liều thấp hơn năm 5 mg mỗi kg cân nặng mỗi giờ bơm liên tục trong vòng 23 giờ thì với cái động tác này thì em sẽ tạo cơ hội tuy nhiên khi em bình tĩnh lại em sẽ thấy cái cơ hội này nó sẽ giảm đi rất là nhiều nếu em phát hiện trên cái hình em rai cho kết quả đọc là cái tủy nó đã bị dập và nó gây ra xuất huyết à, cụ thể là nó sẽ có hình vệt dài thường là cái này trên tủy cổ em thấy rõ lắm à, tủy ngược thắt lưng thì à, à, có thể là là nó, nó ít ảnh hưởng hơn nhưng mà nếu em đi bệnh viện á, à, để ý cái vệt dài này giảm tín hiệu trên t 1 thì em thấy rất là rõ ha bệnh nhân sẽ bị dập tủy cổ và hậu quả là liệt tứ chi ha? Còn nếu mà mà xúc huyết dập tủy uh, thắt lưng thì uh, liệt hai chi dưới ha? Tuy nhiên thì với cái này thì nó uh, ít hiệu quả ha? nhưng mà còn tiền nhiều để làm gì các em ha tiền nhiều để uh, sử dụng trong những lúc nguy cấp này ha chứ em có cả một núi vàng mà em tiết kiệm có nhiều đây ha có chừng vài triệu bạc à, dưới 5 triệu thì biết đâu người ta hên người ta vô cái cái phần mà tủy sống hình thôi này sao ha, thì sẽ tăng cái cái cơ hội phục hồi cho họ thì nó cũng giống như não vậy các em ha? có tác giả là đưa ra ý kiến là hạ nhiệt độ chùm lạnh cái cái phần tủy mà mà bị 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 tổn thương rồi đó đang phù tủy mà giống như em thấy mấy cầu thủ chơi đá banh không À, bị đau gì là quấn nguyên cục nước đá ở đây à, thì ta quan niệm là với cái nhiệt độ thấp như vậy thì nó giảm giảm cái chuyển hóa cơ bản của của mùa thủy các em à, tuy nhiên thì để chùm lạnh cả cái cuộc sống thì cũng rất là khó ha tại nó còn phải qua lớp da rồi lớp xương nữa ha à, thì rất là khó chịu làm sao là cái người này chắc phải ở nước châu Âu, châu Mỹ vậy các em, ta phải quen cái cái kiểu mà em thấy à, giữa mùa đông à, giá lạnh vậy mà người ta khoét cái lỗ rồi nó nhảy xuống nó cầu nguyện gì đó <laughs> nhảy xuống cái lỗ đó nó tắm ha. thì những có những cái người đó thì người ta mới nghĩ tới phương pháp điều trị này thôi còn đối với nạn nhân mà châu á mình thì cái sức chịu lạnh mà nội mà em ngâm vô cái cái thùng đá thì người ta sẽ bị à, à, gọi là cái sức chịu đựng lạnh á nhiệt độ thấp của người ta không không có tới cái giới hạn để mà nó nó tác dụng lên cái mô tủy đúng không nó còn tùy theo cái 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 sắc tộc cái vùng khí hậu nữa còn nếu mà một cây gãy vững hoặc là không vững tuy nhiên là là, là do một cái nguyên nhân nào đó bệnh nhân lớn tuổi rồi bệnh nhân bị những cái bệnh nền nhiều bệnh nội khoa không cho phép can thiệp phẫu thuật à, nếu mà chụp thuốc mê thì nạn nhân sẽ nặng hơn thì bắt buộc người ta sẽ làm những cái nẹp à, nẹp đã đút khuôn sẵn hoặc là nẹp bằng bột nẹp bằng bột thì nó có lợi thế là gì các em nó sẽ giống như là mai áo mà mà bỏ tiền cho thợ mai vậy đó đo đi đất của của từng cá thể còn cái cái nẹp chung này thì thì phải là cái body chuẩn mới được đúng không tại vì cái này nó chỉ làm khoảng ba bốn cái size thôi à chứ đâu phải là là Unisai là cho nam nữ rồi bao nhiêu cân nặng là đều đều đeo cái này được đâu ha nhưng mà nguyên tắc là nó sẽ làm ửng cái lưng thì à, có tác giả là người ta sẽ đưa ra là nắng đốt sống ha tuy nhiên đa số bây giờ là người ta sẽ nắng uh, trong lúc mà, mà mổ luôn em tại lúc mà dưới tác dụng của thuốc gây mê á, là nó nó có tác dụng là giãn cơ toàn thân mà lúc đó em nắng nó cũng dễ hơn ha. có thể là nắng bằng uh, cơ học có thể nắng bằng những cái dụng cụ ví dụ như có cái xương vỡ mà nó nó, nó lùi từng sau nó vô cái lòng ống sống này người ta có cái những cái cây á, người ta điểm người cúc ta, người ta đẩy ra phía trước ha nhưng mà lý thuyết thì là đẩy ra nhưng thực tế là nó nó gãy xương thì nó giống như là sọ các em nó sẽ cài răng lược à. thực tế thì sao nếu đẩy không được thì sao các em làm sao làm rộng cái lòng ống sống được đẩy hoài mà nó không chịu chạy ra về vị trí giải phẫu bình thường thì sao các em các em sao làm sao mà để giải phóng thủy đúng không Tại bình thường nó rất là rộng rãi Đường kính trước sau nè Tủy nó nằm đây nó quen rồi Bây giờ đang phù thủy nữa thì nó lại càng chật chội Rồi thêm cái ông xương vỡ này Ông, ông lùi từng sau vô đây nữa là ông, ông chiếm hết phần nửa cái căn phòng này rồi Đúng không? Cái không gian này Nếu mà em đẩy ông ra trước không được Thì em làm sao? Có cách nào không? Nếu mà giao cho em đẩy ổng thì em làm sao năn nỉ làm sao thì người ta có cái cách gọi là giải áp tủy gián tiếp các em tức là người ta sẽ hy sinh cái cái cung sao này các em à, có thể cắt cái mỏng gai nhưng mà giữ lại được nha các em tại vì nó có cái dây chằng liên gai á em cắt ra sau đó em sâu cái dây chằng liên gai được thì em vẫn giữ cái mỏng gai được tuy nhiên là để giải áp cho tủy tại vì cái 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 mảnh xương này nó bị gại nhau rồi em đẩy nó ra nhưng mà nó không có không có có về vị ký cũ đâu rất là khó thì em đành phải hy sinh cái cung sao nè các em trừ lại cái cuốn nha đừng cắt luôn cái cuốn tại vì á, sau khi mà em cắt cái bản sống ở vị trí này em phục hồi lại được cái cái gai nhưng mà sao nó cũng sẽ làm yếu cái 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 cột sống nói chung đúng không tại vì cái thân sống nó cũng phải theo Denis thì nó tới ba cột à, thì nó mới vững cái này còn có hai cột à cột sau nó đã bị bị cắt cái bản sống vô này rồi thì bắt buộc người ta phải nghĩ là làm sao phải bắt vít vô à, thì cái này bắt theo kiểu cũ nè tác giả rogamin thì ông bắt có vẻ vuông góc nhưng mà hiện tại bây giờ thì theo tác giả mặt này thì ông bắt hơi xéo giống như nguyên tắc em em bắt vít vô tường thôi và em đóng đinh vô gỗ thôi ha nếu em đóng vuông góc thì nó vô lẹ nhưng mà em muốn khó nhổ ra ha em muốn cứng chắc thì em phải đi theo cái cái đường chéo của cạnh huyền tam giác đó. thì sau này người ta cái hướng này hướng bắt ốc nè các em bắt vô chân cung nè mà thường á, là, là phải bắt dưới cái uh, dưới cái hướng dẫn của màn tăng sáng x quang hoặc là dưới cái hệ thống gì bữa bài trước thầy có nói rồi đó navigation bắt phải đúng vô chân cung nha các em tại vì nếu em bắt không đúng vô chân cung thì nó vô đâu biết không nó vô cái rễ cái rễ là nó chui ở mặt dưới mặt trong chân cung này nè nó chui ra lỗ liên hợp hai bên mà đúng không em chỉ cần chuối cái cái mũi vít nó rất là nhọn tại vì vô xương nó không vô nó sẽ xước cái rễ thì người ta sẽ tổn thương cảm giác Hoặc tổn thương vận động gì đó tùy theo cái vị trí nào của rễ à đó đây là cái biện pháp mà cắt cái bản sống tuy nhiên cắt thì nó sẽ yếu yếu thì em phải nẹp vít và em phải giữ phải giữ cái liên kết những cái vít từ trên xuống dưới bằng cái cái thành dọc hay còn gọi là thành rốt còn cái này là hệ thống gì đây các em giống trong xây dựng không Bình thường á thì mổ hở, mổ hở ra. Tuy nhiên cái khuyết uh, điểm của cái phẫu thuật mổ hở đó là gì? Mất máu nhiều là một, đúng không? Phải hy sinh luôn cái uh, cái hai cái bó cơ rất là khỏe hai bên, ha, bó cơ cạnh sống á, vô lại phải phải cắt, cắt nó em mới tiếp cận được cái cái vị trí mà uh, cái mỏm bú để em bắt vô dân tung thì mổ mổ hở nó tàn phá rất là nhiều thì sau này nếu mà cái trục đốt sống nó bị gãy di lệch nó mất vững nhưng mà nó không có bị lùi tường ha nó không có chèn ép tủy không chèn ép rễ em chỉ cần làm cứng cột sống không đúng không như thầy nói hồi đầu đó nguyên tắc mổ là nó có hai cái nguyên tắc một là em phải giải áp cho tủy và rễ À, nếu nó bị cái xương vụn chèn ép hai á, là nó chỉ gãy nhưng mà nó nó gãy ra cái phía ngoài của lòng ống sống như vậy nó không ảnh hưởng gì tới cái chức năng của tủy và rễ nhưng mà nó lại theo cái thuyết ba cột của Denis thì nó lại mất vững đúng không thì em chỉ cần bắt ốc vào vít để cho giữ lại cái độ gọi là độ cứng của đốt sống à, thì người ta gọi là bắt vít qua da thì như vậy cái chỗ nào mà hình chiếu bên dưới của nó là chân cung á thì em chỉ cần rạch da đúng cái chỗ đó thôi và có cái hệ thống này để anh chị với ông sau khi em bắt vít thì nó đơn giản lắm ha dưới định vị của cái cái hệ thống người ta làm sẵn cái quan trọng là em gắn cái cây thanh dọc để mà giữ các cái đầu vít với nhau nè để nó thế cái gai sống với lại cái bản sống em đã cắt rồi đó ha là hoặc là nó bị gãy trường hợp này là là can thiệp tối thiểu mà tức là cái da còn nguyên đúng không thì người ta sẽ dùng cái hệ thống này ta uống sẵn cái cây cái, cái, cái thanh thanh dọc này hay còn gọi thanh rót này ha và người ta canh theo công thức toán đó, các em người ta mới xỏ qua được ha giống như xỏ cái cái, cái khuyên và cái dòng đeo tay vậy đó thì cái phương pháp này gọi là tăng hiệp tối thiểu ha, bắt vít vào chân cung mà qua da. Thì uh, em nhìn cái hậu phẫu uh, cái lưng người ta nó chỉ là đứng đường rạch da từng uh, uh, mỗi bên. Ha, bên trái 1cm, bên phải 1cm đối xứng nhau. Chừng khoảng uh, tối thiểu là 6 cái đường rạch da như vậy. Còn phẫu thuật viên nào kỹ thì 8 cái đường rạch da 1cm cứ mỗi đường rạch ra là đưa một cái đầu vít vô và xỏ khoen cái cái thanh dọc cái đường sau là cái đường mà thông dụng nhất kể cả trường phái chấn thương chỉnh hình hay là trường phái ngoại thần kinh và cái đường sau này là để cái can thiệp tối thiểu bắt vít qua da trường phái giải ốc phía trước có vẻ như nó đúng cơ chế nhất đối với cái trường hợp mà vỡ bung từng mảnh em cần thay thế luôn tại vì vỡ bung hết rồi em đâu có cách nào mà em niện nó lại Tôi có lấy kẽm hay là ốc vít gì mà bắt nó được à, bắt buộc em ấy à, cái thời trước á, khi người ta không có những cái đốt thân sống này mà những cái công ty họ đúc sẵn đó, các em à, thì họ phải lấy cái xương màu chậu á, à, họ cắt một cái đoạn xương màu chậu rất là cứng và người ta thay thế thay thế cho nó đúng cái chiều cao của cái thân đốt sống bị vỡ á ha mà muốn thay thế vậy thì bắt buộc phải đi từ phía trước bên như cái đường này rất là phức tạp nha các em chỉ có những cái người nào mà thuộc trường phái chân thường chỉnh hình á họ họ phải quen cái cấu trúc giải phẫu lắm tại vì em phải đi từ phía trước bụng ha em đi sau phút mạc ha. Và cái mà dễ tổn thương nhất của đường trước này là ảnh hưởng tới thủng cái rách cái động mạch Adam kia viết bên trái. À, à, trong quá trình thao tác hoặc là trong quá trình em thay cái thân, thân sống nhân tạo. À, rồi họ cũng dùng cái những cái hệ thống nẹp để họ bắt lên những cái thân sống mà còn nguyên. À, cái nẹp đó có thể hình chữ Z hoặc là hình chữ T. Thì nguyên tắc cũng là làm vững cuộc sống. đây đây là cái hình bắt từ lối sau nè các em đó em thấy là những cái khối cơ mà nó bám vô cái cái gai mỏng gai á em phải tách qua hai bên hết à, bám vô ở giữa thì em phải cắt cắt nó em vén qua bên thì nó mới lòi ra cái mỏng gú đó là cái bóc giải phẫu để mà em bắt cái vít xuyên vô chân cung à em chỉ cần uh, quẹo cái đầu vít xuống dưới nữa là nó nó đứt cái rễ, á rễ à, nó chui ra bên dưới cái chân cung này nè. thành ra là thường uh, là người ta hơi bắt, uh, có hướng dẫn của của siam uh, màn hình tăng sáng. thì uh, cái này bắt uh, hai con uh, là trong trường hợp mà bệnh lý uh, các em, uh, bệnh lý trường cốt sống người ta thay luôn cái địa đệm này đó chứ thường chấn thương là bắt ít nhất là phải mỗi bên phải ba con nha các em à, tức là có thể bỏ qua cái con gãy bắt trên đó một đốt dưới đó một đốt à, còn nhiều tác giả kỹ thì bắt trên đó hai đốt dưới đó hai đốt và phải có cái thành thành dọc thì à, sau khi bắt người ta chụp lại cái phim x quang nè các em à, mấy cái mà chỉ xuống này là rất là nguy cơ các em à, bình thường là nó phải phải song song với cái cái mặt trên với mặt dưới thân sống nè ha bắt mà quẹo xuống dưới quá là coi chừng và một cái khó cho phẫu thuật viên nữa là phải đo cái chiều trước sau của thân sống à, mỗi người sẽ trước sau khác nhau để lựa chiều và chiều dài của con ốc nếu em bắt ngắn quá thì sao nó dễ bị tuột ha nhiều người về thấy khỏe quá đi tới đi lui ha thì lại làm nặng thì nó sẽ bị bị bung cái con ốc này ra hoặc là bị gãy ngay cái cổ này nè các em ha cái, cái, con con ốc hay con vít này em biết làm bằng chất liệu gì không titan hay bằng hay bằng inox ba linh tư cái thời rogamin là hội à, cha chưa có biết sử dụng titan đâu các em thì đúng là lúc đó người ta xài inox ba linh tư em inox chơi y khoa ha nhưng mà sau này càng tiến bộ thì à, cho tới bây giờ em thấy cái lưng iphone mới xài titan chứ trong y thì tới hỗ thuật cốt sống thì người ta đã xài cách này cũng khá lâu rồi ha mười mấy năm titanium thì nó đựng cái là nó nhẹ ha đi thoải mái không thấy lưng tự nhiên sao nó nặng hơn lúc chưa mổ và do cặp inox người dân thường nói cái lưng tôi có cặp inox thì thiệt ra đó là titanium nó rất là cứng thường là trong cái công nghiệp mà sản xuất cái thân máy bay các em lên cao nó chịu sức ép của áp sức không khí thì con ốc nó rất là nhẹ các em nhưng mà nó lại có đủ cứng rồi sau này là gặp những cái người loãng xương nữa, các em loãng xương thì giống như là cái gỗ mục vậy đó, em bắt xong rồi cái em rút nó lên giống như là em nhúng cái 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 cái, cái, cái xương mà vô cái gỗ mục hay là vô cái bụng vậy đó, nó không còn cái cái chất xương giống như nãy thầy nói là nó nó đang chéo nhau để mà nó nó giữ cái răng nữa thì người ta sẽ làm sao em biết không? ta sẽ làm cái vít nó nở ra thì cũng giống như nguyên tắc mà em bắt cái cái tắc kê à, vô tường thôi em nào mà giỏi à, bắt tắc kê á ha bắt vô khi người ta càng siết á, thì con vít nó sẽ à, thay vì nó bằng cái đường kính như người không loãng xương á thì vít nó sẽ sẽ nở ra nó tăng cái đường kính lên để nó tăng cái độ bám à. hoặc là sao loãng xương quá thì à, qua cái con vít này á, thay vì người ta làm cái cái thân nó đặt hết titanium á, thì người ta làm con vít rỗng và qua cái chỗ rỗng đó, người ta bơm cái cái, cái, cái xương nhân tạo của em gọi là bơm xi măng á à, bơm vô để cho cái xương nhân tạo đó nó nó kết hợp với cái cái loãng xương này nè nó tạo cái độ bám cho vít à, chứ nếu mà em vừa bắt xong mà em rung lay rung lay giống như là răng của bà cụ vậy đó thì thế nào nó cũng bị gọi là bị bung ốc ra ha. Đó là một trong những cái biến chứng. Biến chứng của bắt óc vít làm cứng cột sống. Ngoài ra thì uh, giống như thầy nói hồi nãy ha, mổ hở thì nó sẽ chảy máu rất là nhiều từ những cái xương vỡ. Thì nhiệm vụ phẫu nghiên là phải cầm máu bằng cái sáp ong. Và nó chảy từ cái tĩnh mạch ở địa đệm ở cái rễ. Và nguy hiểm nhất là nếu mà em sợ nó không vững thì em lại lựa cái con ốc dài quá thì bắt lố ra khỏi đây luôn nữa em lú đầu nhọn ra khỏi cái thân xương này nè mà em biết cấu trúc giải phẫu nguy hiểm nhất ở phía phía trước vùng bụng này là gì không đó là cái động mạch chủ ngực à, thấp nữa là động mạch chủ bụng thì uh, kinh nghiệm của những người mà, mà chinh chiến nhiều mấy ông giáo sư mà mổ nhiều các em đang mổ mà tự nhiên hỏi quen mê nói ủa sao mổ cột sống mà sao ông mổ mất máu nhiều quá vậy tự nhiên huyết áp tụt lút là ổng phải la làng lên là phải lật ngửa bệnh nhân lại phải mở bụng liền các em tại vì nó đã xước nó rách cái, cái động mạch chủ ngực hay chủ bụng phía trước rồi đó em mà ổng cấp cứu nhanh á cả những cái bệnh viện lớn như chờ đẩy là hoặc là một số bệnh viện mổ ngoại kinh đã từng bị rồi các em tức là hô viên mổ xong mệt quá không có không có nhờ bác sĩ gây mê sức theo dõi đó, thì bệnh nhân cứ bị tụ huyết áp dần 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 à, và nếu em không phát hiện được em không mở bụng kịp thời à, nguyên tắc mà thủng mạch máu là em phải khâu nó lại thôi thì em phải mở bụng à, chứ phía sau này làm sao em thấy được à, mở bụng ra em phải xử lý cái vết xước hoặc vết thủng à, động mạch chủ ngực à, hoặc là mạch chậu của em nhưng mà cái con vít này bị lệch bên phải bên trái ha thì uh, có thể tổn thương những mạch máu ở cái cái vùng chậu hoặc cái vùng ngực vùng bụng rất là nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới uh, nguy cơ tử vong luôn á còn những cái mà cô viên trẻ không có kinh nghiệm đó là làm rách cái cái màng tủy trong quá trình người ta cắt cái bản sống đó các em uh, cắt vội vội vàng vàng cho nó nhanh lẹ ha Đi uống cà phê hay gì đó thì uh, cái dụng cụ cắt đó, nó rất là bén dùng để cắt xương mà thì nó sẽ làm uh, rất bằng tỷ thì rách bằng tỷ thì phải tốn thêm một tiếng đồng hồ nữa để để khâu quá nó lại nhưng mà nếu rách lớn quá thì sao các em cái chùm đuôi ngựa hoặc cái rễ nó lại chui ra cái đó nữa à, và tổn thương thì nó lại gây cái tổn thương rễ hoặc là bắt vít vô cái uh, cái phần mà rễ nó chua ra chỗ lỗ linh hộp á ha, tổn thương rễ và cái sợ nhất của hộp quyền là đào thải vít à, ít nhất là phải được 3 tháng cho tới 6 tháng thì lúc đó cái những cái khớp đó sau khi là phong viên làm cứng rồi đó nó sẽ hàng lại tức là nó đâu còn à, uyển chuyển như là trước mổ nữa các em ha à, đâu cái này là mình đã khóa cái bản lề lại luôn rồi mấy bậc khớp nó bị bị sơ cứng hết rồi À, sau thời gian à, họ đã đã à, à, hàng xương hết rồi, à. nhưng mà cái việc nhiễm trùng nó đào thải vít khi mà nó chưa kịp lành, à. thì khi mình tháo vít qua để mình điều trị cái nhiễm trùng thì nó lại mất vững, à. thì cái này là cái đau đầu nhất của phẫu thuật viên thì uh, cái phần uh, chấn thương cuộc sống thủy sống thầy đã ráng uh, rút gọn tối đa ha. thì uh, chắc là mong các em phải về phải uh, nghiền ngẫm nó ha.